Học tập và lao động tại nước ngoài không còn là vấn đề khó khăn đối với người trẻ Việt Nam trong cái bối cảnh hòa nhập giao lưu kinh tế thế giới và xu hướng chuyển dịch lao động quốc tế trong những thập kỷ gần đây. Chính sách lương hấp dẫn và mở cửa cái cơ hội định cư đối với lao động có tay nghề đang góp phần thúc đẩy nguồn lao động sang làm việc tại Úc. Vậy, ngành nào đang thiếu nguồn nhân lực, nghề nào đang có một cái thu nhập khủng? Trong cái chương trình tìm hiểu của các ngành nghề hot và thu nhập khủng tại Úc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các ngành nghề phù hợp với các bạn nam các bạn nhé. Theo báo cáo mới nhất, tỷ lệ thất nghiệp ở Úc vào năm 2016 là khoảng 6%. Như vậy, việc tăng trưởng kinh tế của Úc đang theo chiều hướng tích cực và tỷ lệ có việc làm ở Úc rất cao. Và hiện nay, nhiều hãng xưởng khai thác mỏ ở Úc đang trong giai đoạn phát triển rất mạnh. Sự bùng nổ của các dự án mỏ cộng với tình trạng thiếu thợ lành nghề và các tổ chức công nghiệp đoàn thương thảo thành công mức lương cho công nhân là những yếu tố giúp cho một số thợ nghề tại Úc nhận được mức lương hậu hĩnh bậc nhất thế giới. Sau đây là một số nghề hot có thu nhập khủng tại Úc. Thợ hàn nối rác giàn khoan ngoài biển nhận lương 2.000 đô một ngày. Thợ nề, thợ sắt tại dự án nhiệt điện được trả 4.000 đô một tuần. Thợ hàn làm việc tại giàn khoan được trả 50 đô một giờ và thêm 88 đô một ngày vì làm việc xa bờ. 500 đô tiền vé để về lại đất liền. Mỗi tuần công ty còn cho người thợ 1.000 đô để động viên tinh thần. Thợ nề thu nhập 210.000 đô la Úc một năm. Công nhân có thể được trả nhiều hơn hoặc ít hơn tùy theo bằng cấp và kinh nghiệm. Các công nhân được hưởng nhiều phụ cấp khác như phụ cấp độc hại vì làm việc trong môi trường dơ bẩn nhiều tháng, tiền làm thêm giờ, tiền ăn trưa, tiền đi lại v.v. Về yêu cầu tay nghề đối với thợ hàn, có kỹ thuật tay nghề cao trong việc cắt hàn uốn nối các sản phẩm sắt thép, gia công chế tạo và sửa chữa đồ dùng sản phẩm bằng kim loại sắt thép nhôm v.v. Lắp ráp hàn sửa chữa nồi hơi bình áp suất, ống dẫn tàu theo yêu cầu. Đặc biệt tuân thủ các quy định làm việc. Về yêu cầu đối với thợ nề thì phải tuân thủ nghiêm ngặt sự phân công và sự chỉ dẫn kỹ thuật an toàn thi công bởi người phụ trách. Phải dựng lắp đúng các yêu cầu trong thiết kế thi công đã được xét duyệt, đảm bảo an toàn thường xuyên kiểm tra tình trạng của công trình thi công. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các ngành nghề có thu nhập hấp dẫn tại Úc, hãy xem thêm trên website của chúng tôi là duhocuc.info hoặc để được hỗ trợ về hồ sơ, các bạn hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ 0838484879 hoặc 0838382080. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.